Sáng ngày 26 tháng 6, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đón chào mừng Đại tá Ủn Kham Si Vẻn Vông Sắc, Phó Cục trưởng Cục Bộ đội Biên phòng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Lào và đoàn đại biểu 45 sĩ quan trẻ biên phòng Lào sang Việt Nam tham gia chương trình giao lưu sĩ quan trẻ biên phòng Việt Nam Lào lần thứ 2 năm 2023. Việt Nam và Lào có chung đường biên giới với tổng chiều dài khoảng 2.067 km, đi qua 10 tỉnh biên giới của Việt Nam, tiếp giáp với 10 tỉnh biên giới của Lào. Hai bên có 8 cặp cửa khẩu quốc tế, 7 cửa khẩu quốc gia, 18 lối mở biên giới và khu kinh tế đặc thù. Trên cơ sở cùng quan điểm và mục tiêu, thời gian qua, đội ngũ sĩ quan trẻ biên phòng hai nước đã tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, phát huy hiệu quả các mô hình giao lưu kết nghĩa, xây dựng, nhân rộng cách làm hay, mô hình tiêu biểu của thanh niên trong hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới chấp hành pháp luật về biên giới, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần xây dựng biên giới hai nước hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng. Trong cuộc giao lưu lần thứ hai này, chúng tôi tổ chức rất là nhiều hoạt động. Trước hết là tọa đàm thanh niên, giao lưu văn hóa văn nghệ, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tặng học bổng cho học sinh nghèo, rồi là trồng cây, trồng vườn cây hữu nghị và tổ chức tham quan các di tích lịch sử ở trên địa bàn hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An. Với mục tiêu là tăng cường giao lưu tọa đàm sĩ quan trẻ để trao đổi những kinh nghiệm hay, những mô hình tốt và đặc biệt là trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp quản lý bảo vệ biên giới giữa lực lượng bộ đội biên phòng hai bên để góp phần làm sâu sắc thêm tình đoàn kết quan hệ hữu nghị giữa hai đảng, hai nhà nước và hai bộ quốc phòng hai nước, để cùng nhau phấn đấu xây dựng biên giới Việt Nam, Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Về phía lực lượng bảo vệ biên giới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chúng tôi mong muốn với tinh thần học hỏi đoàn kết, bộ đội và nhân dân hai biên giới chúng ta cần phối hợp hơn nữa trong công tác bảo vệ chủ quyền, bảo vệ đường biên mốc giới. Bộ đội Việt Nam tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc giúp đỡ nhân dân biên giới Lào phát triển kinh tế, xây dựng vùng biên giới hai bên ngày càng thịnh vượng. Tại xã Sơn Kỳ 1, lực lượng sĩ quan trẻ biên phòng Việt Nam Lào phối hợp tổ chức phát tờ rơi, tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động nhân dân hai nước thực hiện nghiêm hiệp định và quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Việt Nam Lào, với các nội dung biện pháp cụ thể như quản lý duy trì bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới và đường biên tầm nhìn bên đường, quản lý sử dụng vùng nước biên giới, quản lý hoạt động sản xuất, xây dựng tại vùng biên giới, những vấn đề xuất nhập qua biên giới và cư trú quanh khu vực biên giới. Hiện nay có 103 cặp mô hình kết nghĩa bản bản, 71 cặp kết nghĩa đồn trạm biên phòng. Các mô hình kết nghĩa này đã góp phần vun đắp, củng cố, thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc nói chung và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước nói riêng. Dân bản thông bè chúng tôi. Qua buổi tuyên truyền hôm nay, bà con bản Thong Pẹ chúng tôi đã hiểu rõ hơn vai trò trách nhiệm của người dân hai bên biên giới trong việc tuân thủ các quy định, quy chế của hiệp định đã ký kết giữa hai bên. Chúng tôi sẽ nhận thức và tuyên truyền cho các hộ gia đình khác trong bản để cùng tuân thủ và phát triển kinh tế. Thời gian qua, đội ngũ sĩ quan trẻ biên phòng của hai nước đã phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo, khát vọng, cống hiến, thể hiện qua những kết quả thiết thực trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi chủ trương của lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ đội Biên phòng hai nước, làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó giữa các đơn vị Bộ đội Biên phòng hai bên, quyết tâm giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp. Nhân dịp này, lực lượng sĩ quan trẻ hai nước đã trao quà và trao học bổng tặng các học sinh nghèo, học sinh vượt khó học giỏi hai bên biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.